Mô Khoa xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu con sông đắt đỏ nhất thế giới. Ok, hãy cùng tìm hiểu nào. Sông Yukon là một con sông ở Tây Bắc, Bắc Mỹ. Tổng chiều dài là 3.700 km. Sông này có lưu vực 832.700 km, bắt nguồn từ các hồ Tagus, Athis và Tellus, nằm giữa biên giới của Colombia và lãnh thổ Yukon, Canada. Sông Kalanike nổi tiếng với giới khai thác vàng nằm ở vùng Yukon, Canada. Đây không phải là một con sông bình thường mà nơi đây là nơi đổi đời của biết bao nhiêu người. Trước đây rất nhiều người đã bỏ công sức và thời gian để đến được nơi này. Nhưng bây giờ dường như ai cũng đã lãng quên và chuyển hướng đến một mỏ vàng mới, kết thúc một thời hoàng kim của sông Kalanike. Sông Kalanike chỉ có một dòng chảy, là một phần của con sông lớn Yukon bắt nguồn từ Bắc Cực. Khác với những dòng sông có nguồn gốc từ Bắc Cực rất lạnh, nước sông Kalanike quanh năm mát mẻ, cảnh vật hai bên bờ như mùa xuân. Dưới đáy sông Kalanike chứa rất nhiều vàng bụi, vàng thỏi, vàng cục. Sau khi phát hiện ra kho báu này, người dân đã kéo tới đây rất đông và xây dựng thành một thị trấn nhỏ gần Balonga. Những người ở đây sống bằng nghề đào vàng và có rất nhiều triệu phú liên tục xuất hiện. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Khi cơn sốt vàng đi qua, số lượng vàng bị khai thác cạn kiệt, nên nhiều người đã bỏ nơi này đi tìm một mỏ vàng khác, cũng trở nên thưa thớt. Nhưng vẫn có rất nhiều người trụ lại để kiếm thêm. Mặc dù nhiều người đã bỏ đi, nhưng số lượng vàng ở đáy sông không hẳn đã bị khai thác hoàn toàn. Một số người phát hiện ngoài vàng thì nơi này vẫn còn một số lượng lớn khoáng sản khác. Tin tức này lan truyền nhanh và ngay lập tức chính phủ ban hành lệnh cấm. Việc tìm vàng ở đây vẫn được chấp nhận, nhưng không được khai thác và lấy đi toàn bộ khoáng sản. Điều này có nghĩa là người dân vẫn được phép tiếp tục lùng sục dưới lòng sông. Kể từ đó, nơi đây phát triển thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Đến đây, khách du lịch có thể tự do tìm vàng trong điều kiện giới hạn. Vàng đây chính là con sông Kalanike. Và chắc hẳn tôi và các bạn chúng ta sẽ muốn một lần đặt chân tới con sông này để tìm cho mình một cục vàng của riêng mình, đúng không ạ? Và hãy cùng khoác ba lô lên để tới đây nào.